Không có tên nữa. Xá lợi thì rất nhiều màu sắc, màu đỏ là trong máu nè, màu trắng trong xương nè, màu đen trong gan nè, màu vàng trong da nè, vân vân. Rất nhiều màu sắc như vậy, màu xanh thì trong mật. Thì các cái chùa Phật giáo của mình bắt nguồn từ cái màu sắc của xá lợi. Rất nhiều màu sắc đó chị. Mình để ý thấy trong cái bảo tháp đây người ta không bao giờ dám để cho đầy cái xá lợi lên, tại vì xá lợi này có khả năng tự động lớn lên, người ta giữ cái khoảng không như vậy cho xá lợi lớn lên nữa quý chị. Nếu mà người ta làm đầy ra chắc chắn xá lợi này sẽ lớn lên và làm nứt đi cái hộp bao bên ngoài, nên là lúc nào người ta cũng giữ khoảng không như vậy. Và cái riêng về cái màu sắc xá lợi đó thì có rất nhiều màu sắc, không nhất định là phải màu này, không nhất định phải màu kia. Kể cả hai vị sư cùng để lại xá lợi màu máu, tức là xá lợi đỏ, nhưng mà có người để lại màu đỏ rất là đậm, nhưng có người màu đỏ rất là vàng, thì đó cũng là tùy vào cái công đức của các vị sư thầy đó khi mà họ tu tập như thế nào. Nói về xá lợi của chị, đó là những cái công đức phước báo của các sư để lại, cho nên người ta rất là tôn sùng. Những cái người nào mà mang thờ xá lợi trên người đó, người ta quan niệm rằng lúc nào cũng có những cái công đức, những cái phước báo đó của sư đi theo để che chở cho mình thoát qua những cái vô thường của cuộc sống này, thoát qua được những tai ương nạn kiếp của cuộc đời. Xá lợi có cái khả năng rất đặc biệt, biến những cái điều xấu đó thành những cái điều tốt, biến những cái điều không thể thành những điều có thể. Đặc biệt nhất là một cái bảo tháp xá lợi đặt trên núi của anh chị, chính viên ngọc xá lợi được đặt trên núi thì cái cuộc sống của cái khu vực dân ở vùng đó đều thay đổi một cách rất rõ rệt, kể cả thành phố Pattaya, kể cả cái khu vực vườn trái cây Đa Dôn, kể cả cái vườn Sĩ Ra Cha, hầu như cuộc sống người dân thay đổi một cách rất là tích cực. Cho nên cũng chính vì vậy mà người ta rất là tôn sùng xá lợi. Không phải tự nhiên mà một cái bảo tháp xá lợi được đặt ở ngay trong cái tầng thơ của cái vực sân bay, tại sao cái sân bay lớn như vậy mà người ta phải đặt ở cái xá lợi, đặt bảo tháp xá lợi trên tầng thơ? Lát nữa mình về mình lên trên đó mình đặt lại một chuyện. Bởi vì quý chị, hầu như là người ta muốn chính phủ qua nhà thấy khi một lần mình bước lên máy bay là mình sẽ được đặt lại cái xá lợi này, tức là nhờ cái quyền năng của xá lợi đó che chở cho mình sống qua được những cái đám cháy như thế này. Nên nhìn như là đá. Chú nghe nói của ông Minh Phương đó, ở Hà Nội biển mỗi đẹp đẹp chưa? Cái màu này, màu sắc này á. Em ơi, nhưng mà đây rất là nhiều thời kỳ, ngay cả Nhật cũng sang Thái Lan ra, Nhật cũng giống ở Thái Lan, ngay cả ở Trung Quốc qua Việt Nam cũng giống ở Thái Lan, Việt cũng giống ở Thái Lan, nhưng mà Thái Lan thì chưa có dùng đến trên Nam thì đó là một cái sự may mắn đối với đất nước của họ. Wow, thêm xương này nhiều chứ chị ơi. Nhưng mà sau này do người Thái họ tôn sùng được, họ xin được nhiều nhiều nguyện vọng, cho nên họ tôn sùng ngài lên và gọi ngài là Phật, hay còn gọi là Phật Tứ Diện, cho nên là sau này ngài mới được đặt thờ ở trong chùa như thế này ha. Ở đây là một trong những vị thánh tăng của Thái Lan của chị. Vị này khi còn sống đó có khả năng rất đặc biệt, đó là khi mà ngài ngồi trong chùa, ngài ngồi thiền quán chiếu đó, biết được nỗi khổ của chúng sanh. Có nhiều Phật tử người ta đến chùa để người ta hút thuốc chữa bệnh, thì ngài là một cái vị thầy thuốc đông y cứu người. Nhưng mà khi mà người ta đến chùa đó thì người đồ đệ của ông nói là ông đã đi ra ngoài từ lúc sáng rồi, đến khi mà Phật tử thì người ta về nhà của họ đó thì họ thấy thuốc của họ để từ trong nhà khi nào rồi. Tức là ngài ngồi thiền, ngài quán chiếu được cái nỗi khổ của chúng sanh, cho nên là tự đem thuốc đến nhà cho người dân đó chị. Nên người ta ngài tôn sùng ngài, phong ngài một bậc cao hơn, đó là vị thánh tăng. Và vị thánh tăng này là đứng thứ 5 của đất nước Thái Lan ha. Những vị này viên tịch rồi, ở đây chỉ là cái tượng xác của ngài thôi quý chị, nhưng mà mình nhìn thấy rất có hồn luôn. Dạ. Đó cũng là một cái người thương.